Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì nay mình sẽ tiếp tục đánh bị tướng Lorion on the top nha bạn. Ồ, gỗ đâu thế? Thôi thôi thôi, về 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 về. Thì nay mình sẽ có cái kèo với lại là ngộ khỉ nha bạn. Ồ, ngộ khỉ đầu game nó gỗ đâu quá bạn, gỗ chí mạng không luôn á. Ở đường giữa sẽ là cái kèo giữa Zata với lại Liliana nha bạn. Còn đường dưới sẽ là kèo của đấy, cho ta hạ được Tara rồi. Rồi đấy, vẫn chạy được nha. Còn đường dưới sẽ là cái kèo giữa lại Violet. Alice với lại Chona và Lindis nha. Thì tem bảng bích Chona là chủ yếu là để counter cái chiêu cuối của mình đó bạn. Với lại cái chiêu cuối của Alice. Rất là có tính toán nha, nhưng phải muốn bích gì là bích nha. Rồi đường giữa thì Lily với lại Ngô Khỉ đã làm được cái mạng của Zeta các bạn. Ở trên đây thì mình sẽ tập trung để mình đẩy kìa, rồi chấm máu lụm luôn các bạn, một cái mạng rất là thơm dành cho rừng cho mình nha. Rồi để tiếp mình đang di chuyển xuống nè. Có đánh không? Có đánh là xuống luôn. Đây 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 đây. À, Lily với lại Tara vào trong đường cướp bùa rồi, xong rồi mình xuống không kịp rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đánh luôn. Ok. Cho ta vẫn lượm được cái mạng của Lily nha bạn. Được một cái mạng hỗ trợ luôn. Lượm luôn. Rồi Alex lượm luôn, mình không có mạng nào luôn. Quên luôn. Nể luôn. Châu Na này, Châu Na với lại Lindis nè. Cái nói nhầm tướng vậy bạn. Đâm nhau à, đâm nhau thì đợi mình xuống đây, 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 đây. Rồi thôi thôi bỏ đi bạn ơi, bỏ đi mình về mình nếp đường cái. Hộ không thì cũng đấu này cũng chưa dám ăn trụ nha, thì mình chưa thấy mình dùng cái chiêu cuối là bạn ấy không dám ăn trụ đâu. Mình dùng băng trụ, mình dùng cái chiêu cuối là dính trong trụ luôn đó. Là tranh chấp, là tranh chấp nè. Đánh đi, đánh đi, mình có cầu, mình có cầu. Rồi 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 rồi, rồi, rồi. Có cầu, có cầu, có cầu rồi. Tại là ui hụt không chạy được kìa. Trận đấu thì mình đem ma chú nha bạn, chứ không không phải là mình đem luyện kim nha. Nếu như mình đem luyện kim nãy giờ là cái lượng tiền của mình nó cũng nhức nhì vậy đó. Mình chủ yếu mình đem ma chú để mình hồi chiêu nhanh để mình chơi ngộ không thôi. Còn ngộ không nó gõ chí mạng đau quá bạn. Này nếu như mà đem thánh thuẫn á thì tỷ lệ counter ngộ không nó ngon hơn, tại khi mà ngộ không rõ là mình sẽ có một cái lớp giáp nha. Rồi mình có sách à, đây 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 đây, hết mana nè, hết mana nè. Rồi pha này chạy đâu nữa bạn ơi, chạy đi đâu nữa bạn ơi. Mình cũng vừa hết mana luôn các bạn, còn có xíu à. Thôi mình dọn xem tên lính này rồi dắt mình đi về. Rồi xin cục máu nha. Có thể lấy được cái trụ luôn nữa các bạn, lấy được cái trụ là mình sẽ xuống mình hỗ trợ cho đường dưới nó khỏe hơn nha. Rồi ngộ không nó đi xuống dưới rồi, mình sẽ đi về biến về hồi Anna cái đã.
The old Lorion no longer exists. Tara đang rình mình nè. Đấy, Tara với lại Ngô Công rình để úp sọt mình nữa kìa. Nhưng mà mình còn đồ chơi nha. Đây, cậu ở đây thì mình dọn con lính rồi, gia tài cũng lên nè. Ôi, lùi tí gia tài, ui, Tara nó trâu quá vậy. Ôi, Tara máu chiến quá, nhưng mà mình trả đồ cho gia tài nha. Ở dưới thì team mình khoét rất là sâu luôn mấy bạn, hai cái hai cánh luôn. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Let the people see how this world truly is. Onslaught. Đợi đây team mình chưa mất cái trụ nữa hết. Mà nói này thì có một cái đặc biệt là mình thì cầm Lorion đi top, còn xem bạn thì là cầm Tara đi rừng nha. Bây giờ thì mình chưa phải giao tranh nhiều, tại vì Zeta đi đi mid, còn mình đi top nên là mình nãy giờ chưa tham gia được giao tranh nhiều ở đường rồng. Rồi liên tiếp 05 rồi các bạn. Mà thật ra đánh thì cũng không nên quá chủ quan nha, tại vì về late game á, nếu hoặc là một cái pha giao tranh thua đó là team mình là mất lợi thế luôn. Thường thường như vậy không á, một hai pha giao tranh thua là mất luôn lợi thế luôn các bạn. Và từ đó là bắt đầu giảm dần là mất trụ xong rồi thua luôn đó. Cái nghiệt ngã ở đây là gì đó, rồi lên bắt Tara nè, rồi chạy đi đâu nữa bạn ơi. Rồi đợi mình chiếu, nha. The old Lorion no longer exists. Đó, đó, hai mọi người úp sọc mình nè các bạn. Đó, đây là mình cầu, mình rất là trâu luôn nha. Chạy được tốc biến chạy rồi biết sao, tại vì cái này mình làm đi lên giáp đóng khổ hay là nó mới trâu cái gì đó các bạn. Ngồi không gõ mấy gõ luôn mà cũng không hại được mình, có thêm dâu na nữa nha. Tại đó là mình không tính chạy đâu, mình tính chờ làm đội lại, nhưng mà ngồi không sắp đam nhanh quá. Và nếu như mà vị tướng khác thì có thể mình ở lại giao tranh nó lâu hơn tí, đợi đồng đội tới là ok hơn nha. Do là mình đem giáp đóng khổ là mình mới châu được cái gì vậy bạn. Một không rõ mỗi cái tay luôn. Người nào hỗ trợ mình đường trên ở đây mình hỗ trợ team để dưới. Ôi để ấy trên đi đừng để mất trụ. Họ mất trụ luôn. Lên dọn giùm mình cái đi rồi đi về. Về ăn. Rồi giờ ta bay này rồi team bạn sao mà chịu nổi các bạn. Nên đi thì hiện tại là quá phế rồi. Your tower
has been destroyed. Rút lui. Mình bắt ở đây là mình này, nhưng mà mình điều cầu ra để bảo vệ ở đây nha các bạn. Đấy, mình điều cầu ra ở đó thì che được cho AD về. Rồi đường trên thì gia tăng solo kill với lại ngủ không. Rồi mình lên được cái gươm hiền chiếc rồi nha. Hơi chết coi có thì mạng có nghìn công không. Bàn trận đấu này hơi khổ tí nha, nó là không rút ta ra đi rừng thì kiểu như đánh không phải giống như trong đánh giải như đánh giải nha bạn. Đấy, 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 tung được Lilith nè, còn chấm máu à, Lilith chạy được các bạn. Trong đánh giải là người ta kê đây, là mấy bạn thấy không, Ngộ Không gõ mình hai gõ luôn mà mất được đúng như là đúng một vạch máu luôn các bạn. Rồi xong, ok, hạ được Ngộ Không luôn. Người nói là mình giống như là tanker gì đó chứ không phải là đi top nữa, kiểu như đấu sĩ, tăng cơ đấu sĩ, che support thì che cho team rồi các kiểu, giống như Omen vậy đó mày nè. Ôi ôi không về, không bay về đi, sao dùng cái này sao dùng đam được hết nó. Ôi bay về đi, mình đã che cho về rồi mà ra ta những máu các bạn. Các bạn này chắc lên ôn công nè, ôn công đi rồi bắt win luôn. Thì đến bây giờ đánh mình thấy bắn không có đam đi gì chưa các bạn, đánh rất là khó sóc đam nha. Trong trận đấu này nha, chứ không phải là mình nói là trên đít bình thường người ta chơi bình thường nha, còn mình chỉ nói trong trận đấu này thôi. Lên đít thì đấu này là hơi phế tí, là bạn ấy bắn không có đam. Đấy, nó bắn đi mình ke nè, mình thấy Ngộ Không ở đây nè, để mình ke cho. Đấy, rồi đó mình chặn đầu nè. Đánh luôn. Ôi, mới giờ nói lên đít bắn không có đam mà nó bắn chết mình nè mấy bạn. Rồi thôi win được rồi. Thì bạn lên bảng 3 người rồi. Rồi win đi. Ủa gia ta làm gì dữ vậy? Rồi lính chạy như là win được rồi. Rồi thôi win mấy bạn đây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình ở đây nha. Rồi bắn trụ đi. Trời ơi, nữa rồi, thể hiện nữa rồi. Bắn trụ đi. Trời ơi, pha đó, mấy ông là nhầy ghê thì chứ. Rồi, ok, bye bye.